Xin chào tất cả các anh các chú ạ. Nay em mới về ít hàng, em quay video giới thiệu cho tất cả các bác cùng xem. Ai có nhu cầu mua hàng thì các bác có thể nhắn tin hoặc là gọi điện trực tiếp cho em theo số điện thoại đây ạ. Số điện thoại shop Long Hợi 0975 275 636 hoặc số điện thoại 0942 453 417. Hai số điện thoại em có ghim sẵn ở dưới phần mô tả của video nhé. Địa chỉ của em ở Lê Lợi, Thường Tín, Hà Nội, có ship hàng toàn quốc. Bác nào ở gần thì mời các bác qua địa chỉ cửa hàng xem mua trực tiếp. Bác nào ở xa thì em có ship hàng đến tận nơi ạ. Trên video em có đánh số thứ tự và giá tiền theo từng mẫu hàng. Các bác có nhu cầu mua mẫu nào thì cứ chốt cho em theo mã số như trên video ạ. Giá trên video là giá tại cửa hàng, chưa bao gồm tiền ship. Những đơn hàng mà dưới 5kg thì tiền ship toàn quốc sẽ là 30.000. Còn từ 5kg đến 10kg quay đầu, tiền ship sẽ là đồng giá 50.000 toàn quốc ạ. Rồi bây giờ đầu tiên em sẽ quay vào mẫu số 1. Số 1 mấy cái này nó bằng nhựa nha các bác. Đây này, nó hàng tháo máy nó hơi lộn xộn một chút ạ. Cái này phần lỗ trục của em đo được là 38 này. Bên này chiều này đo được là 27. Cái này đường kính bên ngoài của nó đo được là 74. Đây, cái này nó có mấy kiểu luôn ấy các bác, không phải là một kiểu đâu. Đây, đây là bộ combo mẫu số 1 này, rất là nhiều luôn, nhưng không biết nó là cái gì. Có giá là 50.000 nha các bác. Tiếp theo em chuyển qua mẫu số 2. Số 2 ở đây là combo các cái ống bạc này. Cái này bằng sắt nha các bác. Đây, cái này phần lỗ trục bên trong là, phần bên trong, bên trong này là 30. Còn đường kính bên ngoài này của nó đo được là 36 nha các bác. Đây, mẫu này độ dày ở đây em đo được là 3 ly. Khá là dày luôn. Mẫu này thì chiều dài của nó là 10,5cm ạ. Đây là bộ combo mẫu số 2 của em này, gồm 10 chiếc nha các bác. Có giá là 100.000. Cái này thì nó sẽ cùng một kích thước nha các bác, không phải là hai kích thước đâu. Nó một loại thôi, một size thôi. Rồi tiếp theo em chuyển qua mẫu số 3. Số 3 là bộ combo mấy cái van lọc này các bác. Này của nó là hàng SMC nha. Đây, nó là các cái hàng nhỏ nhỏ như này thôi này. Đây, này của nó là lọc nhỏ thôi nhưng mà nó lại ống to này. Cái này ống 12 luôn. Ở cái này ống 12 này. Đây, có cái này nó có cái đồng hồ này các bác. Cái này thì đầu ống của nó là ống 6. Đấy, bộ combo của em sẽ có là 4 chiếc như này. Có giá là 200.000 4 cái luôn nha các bác. Không có bể vỡ gì đâu ạ. Tiếp theo em chuyển qua mẫu số 4. Số 4 là bộ combo cái bánh xe này. Bánh xe này nó có, này là cái gì đây? Cái chân phanh à? Đây em biết có phải là cái phanh của nó không bác nhỉ? Đây bên trên nó sẽ có một cái phần gen ốc như này. Đấy. Bánh là nó dạng bánh đôi như này nha các bác. Con này độ dày ở đây này. Cái bản bên này em đo được là 12. Đường kính bên ngoài của bánh em đo được ở đây là 60. Đấy. Bánh này bên trên nó sẽ có cái bi xoay như này. Đây là bộ combo mẫu số 4 này. Để em xem có bao nhiêu chiếc nhé. 2, 4, 6, 8, 10, 11 à. 2 cái này. 2, 4, 6, 8, 9, 12. Có 12 chiếc các bác. 12 chiếc có giá là 120.000 này. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu số 5. Số 5 hàng mới luôn các bác. Hàng mới chưa qua sử dụng luôn. Đây. Cái bánh này nó còn kể cả cái tem nữa này. Cái này nó giống như kiểu chữ Hàn Quốc hay sao ấy. Đây. Bánh bên trên này nó cũng sẽ có bi xoay như này nha các bác. Mẫu này thì đường kính của bánh khoảng 4cm. Đó, bánh có bi xoay này. Mẫu mới tinh luôn các bác này. Đây là bộ combo mẫu số 5. Có giá là 100.000. Rồi tiếp theo anh chuyển qua mẫu số 6. Số 6 đây ạ. Số 6 bộ này thì nó hơi lộn xộn một chút các bác. Nó có loại to, loại nhỏ này. Đây. Bánh có bên trên thì đều sẽ có bi xoay, bánh thì trơn tru nhẹ nhàng nha các bác. Cái này thì nó có cái hàng mới, có cái hàng chưa mới, có hàng đã qua sử dụng nhá. Cái này nó có chân phanh này. Đó. Đây. Bộ bánh nhỏ, có cả bộ bánh nhỏ như này nữa này các bác. Đấy. Đây là bộ combo mẫu số 6 nhá, có giá là 130.000 là tất cả luôn ạ. Rồi tiếp theo em chuyển qua mẫu số 7. Số 7 là cái này. Đây, bánh này em nghĩ là bánh mới đâu các bác. Cái đường gân của nó vẫn còn nguyên ở đây luôn này. Mẫu này ở đây em đo được là 3cm. Đường kính của bánh đo được là 75. Đây bên trên sẽ có phần mặt bích như này. Phần mặt bích của nó bản rộng là 5,7cm. Chiều dài là 10cm ạ. Mẫu này tổng chiều cao của bánh khoảng 11cm. Đây là bộ mẫu số 7 này. Có giá là 100.000 là các bác sẽ có 4 chiếc. Tiếp theo em chuyển qua mẫu số 8. Đây, số 8 là bộ combo này. Cái này hàng mới luôn các bác.
có cái túi nó bị rách nên em khui ra thôi. Đây, bánh này, bên trên nó sẽ có cái phần mặt bích như này nhá. Độ dày của bánh ở đây em đo được là 16, đường kính của bánh em đo được là 52. Mẫu số 8 này, nguyên combo này sẽ có giá là 100.000. Rồi tiếp theo em chuyển qua mẫu số 9. Đây, số 8 quay rồi, bỏ sang một bên này. Đây ạ, số 9 là cái này. Cái này ở đây, mỗi một chiếc này nó sẽ có cái đầu dây cảm biến ở đây nha các bác. Ở đây nó sẽ có cái phần trục bi xoay nữa này. Mẫu này phần rãnh ở đây em đo là mấy đây? Phần rãnh của nó là 6 ly nha các bác. Và đường kính ở đây em đo là 54. Đây là có mấy cái? 3 cái. 3 cái thì có một cái này là không có dây cảm biến này, còn đâu hai cái là có dây cảm biến đây nha các bác. Bộ mẫu số 9 này có giá là 100.000. 100.000 là 3 chiếc luôn ạ. Tiếp theo em chuyển qua mẫu số 10. Số 10 là bộ combo mấy cái chân tăng này. Cái này bằng sắt nha các bác. Này. Đây, hàng thì rất là dày dặn chắc chắn luôn. Mẫu này phần gen ở đây em đo được là 16. Cái này đều là gen 16 nha các bác. Đây. Hàng là đẹp luôn này, đây các bác. Đấy. Combo đây sẽ có là 2 4 6 8 9 cái. Mẫu số 2, mẫu số 10 có giá là 230.000, rất là mới và đẹp luôn đấy ạ. Rồi tiếp theo em chuyển qua mẫu 11. Đây 11 đây ạ. 11 là bi đĩa nha các bác. Đây bi đĩa này. Cái này mã của nó là 204 thì lỗ trục của nó sẽ là lỗ 20. Mẫu này thì chiều dài phần bi là 11 cm ạ. Cái này thì em sẽ bán theo cặp nhá. Một bộ là sẽ có 2 chiếc như này. Cứ một bộ 2 chiếc như này sẽ có giá là 50.000, giá rất là rẻ luôn các bác. Mà bi thì hôm nay thì nó có ít thôi nhưng mà nó đẹp. Tiếp theo em chuyển qua mẫu 12, bộ combo hai cái dây trượt này. Đây mẫu này của nó sẽ là bản dây 15. Chiều nghiêng của nó là 15 luôn nha các bác. Mẫu này kích thước của bi này, bản rộng là 3,3 cm, chiều dài của bi là 5,7 cm, chiều dài phần dây em đo được là 17,5 cm ạ. Đây, hai bộ như này sẽ có giá là 150.000, mẫu số 12. Tiếp theo em chuyển qua mẫu 13. Đây bộ combo các cái dây ngắn này nha các bác. Dây này nó chỉ có một loại thôi này. Mẫu này của nó là bản dây 15, chiều nghiêng đo được là nó gần 10 ly nha các bác. Kích thước của bi này, bản rộng là 32, chiều dài của bi đo được là 43. Chiều dài phần dây đo được là 70, tức là 7 cm ạ. Bộ combo mẫu số 13 này có giá là 100.000. Hàng bi rất là mới và đẹp luôn các bác. Rồi tiếp theo em chuyển qua mẫu 14. 14 là bộ combo này. Đây ạ. Nó cũng là các cái bản dây mỏng như này các bác. Hàng rất là mới và đẹp này. Mẫu này của nó là bản dây 18 ạ. Và chiều nghiêng của nó đo được là 7 ly. Kích thước của bi này, bản rộng là 3 cm, chiều dài của bi đo được là 39 ạ. Là 3,9 cm ạ. Mẫu này thì chiều dài phần dây đo được là 11 cm. Đây là bộ combo mẫu số 14 này các bác. Rất là nhiều đây nhá. Đây, các cái cặp nó sẽ buộc vào nhau như này. Nguyên zin bên trong này thì các bác yên tâm là sẽ vẫn còn bi các thứ nhá. Đây là bộ mẫu số 14 này, có giá là 150.000. Rất là đẹp luôn. Rồi tiếp theo em chuyển qua mẫu 15. Đây 15 đây. khá là nhiều các bác, mà nó là mấy loại luôn ý, chứ không phải một loại đâu. Đây, bác nào mà cần các cái hàng mà dây ngắn này, mà nhiều bi thì mình chốt luôn combo này nhá. Mẫu này của nó là bản dây 18 này, và chiều nghiêng của nó là 7 ly. Kích thước của bi mẫu này em đo được ở đây là 3 cm, bản dài của nó này là 3,9 cm ạ. Mẫu này thì chiều dài phần dây đo được là 11 cm. Đây, rất là nhiều bi luôn. Mỗi một bộ như này nó sẽ có là 2 dây 4 bi luôn này. Đây nó có mấy cái bộ dây ngắn hơn một chút ở đây nữa nhé các bác. Đó, rất là nhiều luôn và rất là mới. Mẫu số 15, nguyên bộ combo trong rổ như này sẽ có giá là 250.000. Đây các bác, rất là nhiều nhá. Rồi tiếp theo em chuyển qua mẫu 16. Mẫu 16 này. Mẫu này thì có mấy combo luôn. Đây. Mẫu này của nó là bản dây 15 nha các bác. Và chiều nghiêng của nó là 15 luôn. Kích thước của bi này, bản rộng đo được là 34,
Chiều dài của bi đo được là năm mấy đây? Chiều dài của bi là 54 ạ. Mẫu này hàng của THK này các bác, dây rất là mới và đẹp. Kích thước phần dây đo được là 9,7 cm. Để em đếm xem mẫu này là có bao nhiêu chiếc nhé. 2, 4 này, 6, 7. Có 7 chiếc các bác, rất là mới luôn. Đảm bảo với các bác nhận hàng ưng ý. Mẫu số 16, nguyên combo trong rổ như này, sẽ có giá là 200.000. Mẫu này thì em đang có tầm 8 đến 10 bộ luôn. Rồi tiếp theo em chuyển qua mẫu 16 rồi đây, 17. 17 là cái mẫu xi lanh các bác. Mẫu này thì các cái đầu van của nó vẫn còn đây. Mẫu này đầu van của nó sẽ là van ống 6 này. Đâu tem thông số đâu, cái này nó bị rách tem rồi. Để em lấy cái có tem nhá. Đây, như mẫu này còn tem này. Mẫu này của nó thông số là 40 x 40. Tức hành trình của nó sẽ là 4 cm. Ở đây hai cái này nó đang là cái đầu dưới của xi lanh ấy, nó đang ghép vào nhau đây nhá. Đây hai bên nó sẽ có cái này. Mỗi bên hành trình của nó sẽ là 4 cm nha các bác. Và phần ti hơi bên trong đo được là phi 16. Đấy. Kích thước phần thân của nó này. Mẫu này phần thân chiều dài của nó là 13 cm. Hai xi lanh ghép vào nhau nhá. Thì cái phần van đầu van này của nó sẽ có đầy đủ cả 4 cái đầu van ở đây luôn, không có thiếu cái nào đâu ạ. Đây là mẫu số 17. 17 này của em có giá là 100.000 một chiếc này các bác. Đẹp chưa? Mẫu này thì đang có 5 cái. Tiếp theo là mẫu 18. Mẫu 18 thì cái này không biết nó là cái gì các bác. Ở đây nó ghi là Made in Japan này. Nó hơi giống cái motor nhưng là nó nhưng lại thấy nó giống cái trục bi nữa. Mẫu này phần trục ở đây em đo được là 15. Đây các bác, trên đây nó có một cái tem như này này. Với các bác nào có biết không? Cái phần bi bên trong thì em thấy nó hơi chặt, không biết là nó có phải liên kết với motor bên trong không. Cái này em không biết nó là cái gì. Mẫu số 18 này có giá là 100.000 một chiếc. Mẫu này thì em đang có là 2 cái đây ạ. Tiếp theo em chuyển qua mẫu 19. 19 là mẫu vít me nha các bác. Mẫu này một đầu đây sẽ có bi này, và đầu bên này sẽ có gối nha. Ở giữa sẽ có một cái bát gen. Ui, mẫu này hàng đẹp nha các bác. Made in Germany luôn này. Mỗi một chiếc nó sẽ có một bát gen như này. Mẫu này thì phần đầu trục đo được là 8 ly. Phần vít me đo được là phi 15. Hàng của Đức luôn các bác, rất là chất lượng. Mẫu này thì chiều dài phần gen đo được là 41 cm. Còn nếu em đo kéo thước này, đo cả phần trục hai bên như này nhá, cả phần bi kìa, sẽ được là 49 cm. Mẫu số 19 này của em có giá là 150.000 một chiếc. Mẫu này thì hiện tại là em đang có hình như là 8 chiếc luôn ấy. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 20. 20 là cái bộ bàn trượt nha. Đây, cái mẫu này để em lấy cục lâm châm là xem là cái này bằng gì đây. Mẫu này cái phần thân của nó sẽ là bằng nhôm nha các bác. Bên dưới nó có một cái phần thanh này. Nó có một chút cái phần sắt bên trong nên nó hơi hút nhờ cái phần màu trắng này các bác. Còn cái phần khung bên ngoài của nó mới đẹp, nó sẽ là bằng nhôm. Ở đây nó sẽ còn nguyên cái phần khớp nối mềm cho mình này. Đây, cái bàn trượt này các bác. Đấy, nó sẽ trơn trượt như này. Để em sẽ đo kích thước của nó nhé. Mẫu này bản rộng phần thân là 4,5 cm. Tổng chiều dài sản phẩm này đo được là 58 cm. Mẫu này hành trình của nó là 40 cm nha các bác. Hành trình cũng khá là dài luôn. Đây là mẫu số 20, có giá là 300.000. Phần bên trong của nó em nghĩ nó là sẽ là vít me đấy. Tại vì nó có cái phần khớp nối này thì bên trong chắc là sẽ là vít me rồi. Rồi tiếp theo em chuyển qua mẫu 21. Đây 21 đây. Đây, mẫu 21 đây quá, 21 và 22. Nó là cái bộ trục tròn nha các bác. Ôi cái mẫu này nó nặng, tại vì nó bằng sắt mà. Cái phần trục tròn của nó cũng là trục tròn bằng sắt nhá. Đây, bên trên nó có cái phần này, nó có cả giống như có bi ấy. Hai bên dưới nó sẽ có cái phần trục bi này. Các bác lưu ý nhá, mẫu này cái phần trục nó không đẹp đâu. Cái phần trục nó bị xước nha, nhưng cái phần bi thì vẫn trơn tru nhẹ nhàng. Đấy, cái phần trục bị xước nha các bác. Đây bên trên này, mẫu này chắc bên trên này nó có cả cái phần bi nữa. Đây toàn bộ phần khung của nó bằng sắt. Phần đế của nó độ dày là 1,2 cm. Phần mặt bích bên trên này nó dày này. Mẫu này của nó phần trục tròn là phi 16 á. Đây. Chiều dài này.
Chiều dài phần trục tròn là được 30 cm, còn tổng chiều dài cả khung là 33 cm ạ. Bản rộng phần khung đo được là 8 cm. Đây là mẫu số 21 này, có giá là 250.000 một chiếc như này. Lúc này thì em đang có như là 4 cái. Kích thước phần mặt bích bên trên nhá. Chỗ này chiều dài đo được là 13 cm này các bác. Mẫu này tổng chiều cao từ dưới đất đo lên đến hết cái phần khung sắt này là được 19 cm. Đây, đây là mẫu 21 của em này. Các bác có cần xem lại thì mình inbox trực tiếp Zalo, chọn mẫu 21 em chụp ảnh lại nhé. Rồi tiếp theo chuyển qua 22. 22 nó cũng y chang 21 luôn các bác, nhưng mà hành trình của nó ngắn hơn. Đây, cũng bằng sắt rồi các thiện luôn, y chang kích thước luôn các bác. Bên dưới này sẽ có hai cái trục tròn song song và có bi nhá. Kích thước bản rộng của nó là cũng là 8 cm này. Và chiều dài phần khung này, chiều dài phần khung của nó là được 20 cm nhá. Và chiều dài phần trục tròn là 17,5 cm. Đây, cũng có cái phần bi trượt như này. Và bên trên này, nó cũng có cái phần trục xoay như này. Đây là mẫu 22 của em nha các bác, có giá là 200.000. Đây, nó có tí dầu mỡ nên là dán cái tem nó không dính đâu ạ. Rồi tiếp theo em chuyển qua 23. 23 là cái mẫu ổ cắm điện này. Đây các bác, mẫu này của nó là hàng hàng Lị Oa, hàng Việt Nam nha các bác. Ở đây nó sẽ có ổ cắm. Đây, nó sẽ cái kiểu này thì các bác có thể cắm được chân tròn này, chân dẹt, hoặc là ổ hai chân, ổ ba chân đều cắm được. Hàng thông dụng ấy các bác. Đây, thông số thì nó sẽ có ở đằng sau đây, 16A 250V nha. Kích thước này, mẫu này bản rộng đo được là 7 cm, chiều dài là 12 cm nha các bác. Cái này thì em sẽ bán theo combo, một bộ các bác sẽ có 5 chiếc thì có giá là 100.000. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 24. 24 là mẫu này. Mẫu này của nó sẽ là hàng ổ cắm hàng Hàn Quốc nha các bác. Mẫu này thì nó sẽ là chân tròn, các bác chỉ cắm chân tròn được thôi. Mẫu này thông số của nó là 16A này, 250V. Đây, các bác có nhìn thấy thông số nó ghi ở trên đây không? Đây, hàng Hàn Quốc nhá, Made in Korea này. Đằng sau này nó cũng có cái thông số của nó. Nếu các bác mà muốn cắm thêm chân dẹt ấy thì mình mua thêm cái đầu chuyển cốt nhá. Mẫu này bản rộng là 5 cm, chiều dài là 14 cm ạ. Mẫu này thì em sẽ bán theo combo là 100.000 là 4 chiếc. Đây, giới thiệu cho các bác một ít cán búa bên em mới về thêm được một ít đây. Cán búa này hàng bãi Mỹ nhá, thương hiệu Milwaukee này. Mẫu này thì bên trong của nó sẽ là sợi thủy tinh, bên ngoài sẽ là nhựa bọc cao su nha các bác. Cái này cầm rất là chắc chắn và không bị trơn trượt tay đâu các bác. Nó khác hoàn toàn với cả hàng cán búa mà cán búa gỗ ấy các bác. Mẫu này thì tổng chiều dài đo được là 38 cm, đảm bảo với các bác luôn là nhận hàng ưng ý. Xài cái này thì thích cực luôn. Cái này thì em có đang bán ở trên Shopee nữa. Các bác nào có Shopee thì mình có thể qua Zalo em gửi link rồi mình qua Shopee đặt hàng nhá. Cái mẫu này thì luôn luôn được đánh giá 5 sao trên đấy luôn đấy ạ. Cái này thì em không có đánh số đâu, các bác chốt là cán búa nhá, có giá là 50.000 một chiếc ạ. Mẫu này các bác nào mua 10 chiếc chuyển khoản bên em miễn ship nhá. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 24 rồi này, đến 25. Đây, 25 là cái mẫu này. Cái này không biết gọi nó là cái gì đây các bác. Đây, ở dưới đây nó sẽ có cái đầu dây điện là đã bị cắt này. Hai bên sẽ có cái phần đồng hồ như này. Đây, ở giữa đây nó sẽ có một cái hộp này, không biết là hộp motor hay hộp gì. Đây, đằng sau nó có một cái tem này các bác. Đây các bác, cái em dơ này các bác có thể chụp lại màn hình để mình lưu vào điện thoại xem lại cái phần thông số của nó nhá. Đây, cái này em không biết nó là cái gì đâu các bác, cơ bản luôn. Mẫu này là mẫu số 25, có giá là 120.000 một chiếc. Mẫu này hiện tại là em đang có hình như là 5 cái luôn ấy. Tiếp theo chuyển qua mẫu 26. 26 ở đây em có cái hộp này. Đây, nó giống như một cái hộp điện ấy, hộp bằng nhựa nha các bác. Bên trong nó sẽ có các cái cầu, có cái cầu điện này, có các cái ốc bắt này, các cái đầu dây thì đương nhiên ở bên ngoài đây nó đã cắt hết rồi. Đấy. Đây, em sẽ đo kích thước. Mẫu này bản rộng là 10,5 cm, chiều dài đo được là 22,5 cm ạ. Chiều nghiêng bên này em đo được là 7,5 cm. Đây là mẫu số 26, có giá là 100.000 ạ. Tiếp theo em chuyển qua 27. 27 là cái bộ này. Này, không biết nó là cái gì các bác. Ở đây nó sẽ có hai món này. Đây nó, cái này không biết là chắc là cái đầu dây điện nó đang lấy vào nhau. Đây, nguyên một cái hộp như này. Này, biết bằng gì đây? Cái này phần khung của nó bằng nhôm nha các bác. Đây, sẽ đo kích thước của nó trước này. Mẫu này bản rộng đo được là 14 cm, chiều dài là 18 cm. Mẫu này tổng chiều cao bên này ở đây em đo được là 12,5 cm nha các bác. Đây, sẽ có thêm cả một cái hộp như này.
Đây, đằng sau đây nó sẽ có cái phần rắc cắm 3 chân này các bác. Rắc cắm 3 chân ở đây. Trên này nó ghi là 250V. Còn đây, mặt trước đây nó sẽ có một cái nút vặn cả cái công tắc này này. Cái này bác nào biết là cái gì thì chốt đơn nhá. Này em không biết nó là cái gì. Đây bên dưới nó sẽ có một cái tem như này. Nó ghi là 100 đến 240V. Made in USA này. À, hàng của Mỹ các bác. 200W. Đó, cái này bác nào biết thì chốt nhá. Đây là mẫu số 27 này. Đấy, hai chiếc này nó đang có cái sợi dây nó liên kết vào nhau nha các bác. Mẫu số 27 này có giá là 600.000. Rồi tiếp theo em chuyển qua 28. 28 là cái này. Làm biết là cái gì đây. Đây, Mitsubishi này các bác. Trên đây nó ghi là 24V DC. Đây ở trên đây bên sườn đây này, nó có một cái tem này Mitsubishi nha các bác. 12 gạch chéo này 24V DC. Đó. Bên sườn này có cái tem Made in Japan. Cái phần đế này của nó bằng nhôm nha các bác. Đây là mẫu số 28, có giá là 500.000 nha các bác. Rồi tiếp theo chuyển qua 29. 29 cái này nó giống như một cái motor hay cái gì đây. Ở đằng trước đây nó có một cái mặt điện tử này, nó có mấy cái nút nhấn nha các bác. Đây hai bên nó sẽ có cái đầu dây điện nó đã bị cắt rồi. Đây đằng sau này, đằng sau nó có một cái nút công tắc như này. Nó ghi là AC 100 đến 240V. Đây em sẽ đo kích thước của nó nhé. Mẫu này bản rộng đo được là 11,5cm, chiều dài đo được là 20cm. Mẫu số 29 này có giá là 150.000. Đó. Mấy hôm nay nhiều món rất là lạ luôn mà em không biết nó là cái gì. Rồi tiếp theo em chuyển qua mẫu 30. 30 là cái món này. Mẫu này là hàng SMC này các bác. Ở đây nó sẽ có bên này là ống 12 này. Còn bên này của nó một dàn này là có ống 6 và ống 8. Trên đây nó sẽ có một cái phần nút khóa này. Đó. Mặt đồng hồ của nó mất mất cái phần nắp kính bên ngoài rồi. Mẫu số 30 có giá là 100.000. Đây đằng sau của nó đây. Cái này bác nào biết thì chốt nhá. Mẫu này tổng chiều dài phần ngang ở đây em đo được là 26cm. Mẫu số 30 có giá là 100.000. Rồi tiếp theo em chuyển qua 31. 31 có cái cặp dây này các bác. Như là hàng mới luôn, rất là đẹp luôn. Đây, phần dây bi trơn trượt như này. Mẫu này của em nó là bản dây 20 nha. Chiều nghiêng của nó đo được là 16. Kích thước của bi này. Đây, mẫu này bản rộng của bi là 62. Chiều dài của bi em đo được là 75. Đây, để em đo chiều dài phần dây nữa này. Mẫu này chiều dài phần dây đo được ở đây là mấy đây? Chiều dài phần dây là 39cm ạ. Đây. Mẫu này Made in Korea này các bác. À, mẫu số 31 nha. 31 này của em này, một bộ sẽ gồm là 2 dây và 4 bi trượt như này, có giá là 350.000. Đẹp lắm luôn. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 32. 32 cũng là một bộ dây bản 20 này các bác. Đây, mẫu này của em nó là bản 20, chiều nghiêng đo được là 16. Kích thước của bi này, bản rộng là 5,8cm, chiều dài của bi là 6,3cm ạ. Mẫu này thì chiều dài phần dây đo được là 28cm. Bộ này thì sẽ gồm là 2 dây và 4 bi trượt, có giá là 300.000. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 33. 33 mẫu này của em nó là bản dây 15, chiều nghiêng đo được là mười mấy đây, chiều nghiêng của nó là 12. Kích thước của bi này, bản rộng là 34, chiều dài của bi là 54. Chiều dài phần dây đo được là 28cm. Cái bộ này thì sẽ gồm là 2 dây và 2 bi trượt, có giá là 100.000 một bộ. Rồi tiếp theo em chuyển qua mẫu 34 này. 33 và 34 đâu rồi? À đây 34 đây. Đây để em bỏ cái mã 27 sang một bên này, rộng. Đây, 34 mẫu này của em nó là cái dây bi trượt nha các bác. Đây, cặp này thì cũng rất là đẹp luôn này. Mẫu này của nó là bản dây 15, chiều nghiêng đo được là mười mấy đây. Nó đang ở giữa 12 và 13 các bác ạ. Mẫu này kích thước này, bản rộng của bi đo được là 33, chiều dài của bi đo được là 40, tức là 4cm ạ.
Mẫu này chiều dài phần dây đo được là 67 cm. Cặp này thì sẽ gồm là 2 dây và 4 con bi trượt như này nha các bác. Đây, bộ 34 này có giá là 350.000. Mẫu này em đang có 2 bộ đây. Tiếp theo em chuyển qua 35. 35 là cái ống inox này các bác. Cái ống này thì nó sẽ có cái độ đàn hồi nhá. Đây các bác uốn cong hay là để thẳng để đều hợp hết. Này của nó là inox mà 304 đấy các ạ. Mẫu này phần ren này. Ở đây nó sẽ có một cái phần ren ở đây bên trong em đo được là 19 ạ. Và đường kính cái phần lỗ tròn bên này em đo được là 16. Đường kính bên ngoài phần ống đo được là 20. Mẫu này thì chiều dài của nó này em đo được là 29 cm. Mẫu số 35 này có giá là bao nhiêu đây? 35.000 một chiếc. Số 35 và 35.000 luôn nhá. Rồi tiếp theo em chuyển qua 36. 36 là bộ combo 2 chiếc nha các bác. Những cái ống này thì đều bằng inox hết. Cái phần thân này rồi cái phần đầu ốc này đều inox nha. Mẫu này phần ren ở đây em đo được là 40. Đường kính bên ngoài phần ống đo được là 36 ạ. Mẫu này thì nó có 2 chiếc, một chiếc dài, một chiếc ngắn này. Mẫu này thì chiều dài của đây em đo được là 57 cm. Còn một cái này thì chiều dài của nó là 49 cm ạ. Bộ combo 2 chiếc này, nó chỉ khác chiều dài thôi. Còn kích thước đường kính là nó giống nhau. Số 36 này, 2 chiếc có giá là 150.000, rất là đẹp luôn ạ. Rồi tiếp theo em chuyển qua 37. 37 là cái bộ trục tròn này. Cái này của nó là trục tròn sắt đặc. Đây, sắt đặc nha các bác. Đây, phi 20. Trên mỗi một trục thì nó sẽ có một bi như này. Mẫu này chiều dài phần bi của nó đo được là 8 cm. Chiều dài phần trục này là 42 cm ạ. Một bộ combo để các bác sẽ có là 2 trục 2 bi như này. Có giá là 170.000. Mẫu này hiện tại thì em hình như đang dư mấy cái bi sao ấy. Bác nào có cần mua thêm mấy cái bi thì báo em nhé. Rồi tiếp theo chuyển qua 38. 38 là cái bộ bàn trượt này. Cái này bàn trượt phần khung bên dưới của nó sẽ là khung nhôm nha. Đây, nó sẽ trượt bằng kiểu dây cu loa này. Và kết hợp cả cái phần trục tròn bên sườn đây. Ở giữa đây sẽ có một cái phần trục bi nó xoay này. Cái này phần trục này, ở đây em đo được là bao nhiêu đây? Phần trục này đo được là phi 12. Kích thước phần thân này, bản rộng là 3,5 cm. Tổng chiều dài phần thân là 75 cm. Kích thước phần mặt bích bên trên, bản rộng là 9 cm ạ. Chiều dài là 11 cm. Để em xem hành trình của nó được bao nhiêu này. Cái này hành trình khá dài. Hành trình là 53 cm các bác. Mẫu số 38, có giá là 350.000. Tiếp theo em chuyển qua 39. 39 là cái bộ chân tăng này, chân giảm chấn ấy các bác. Mẫu này của nó sẽ là bằng sắt nhá. Phần thân này của nó sẽ là sắt đặc. Em nghĩ là sắt đặc đấy, tại vì cầm lên khá là nặng tay. Mẫu này phần trục đo được là phi 35. Đường kính phần mặt bích bên dưới đo được là 70 đây, 78 ạ. Kích thước này, mẫu này thì tổng chiều cao của nó em đo được là 29 cm. Mẫu số 39 có giá là 100.000 một chiếc. Mẫu này thì em đang có 10 chiếc nhá. Tiếp theo em chuyển qua mẫu 40. 40 lại tiếp tục có thêm ít xi lanh các bác. Mẫu này của nó là xi lanh hơi, hàng bãi Nhật chưa qua sử dụng đâu. Đây, nó còn cả cái tờ, có mấy chiếc nó còn nguyên cả cái tờ giấy nó theo như này các bác. Nhưng mà không biết tiếng Nhật nên đọc không hiểu các bác ạ. Đấy. Đó. Đây mẫu này, nó là hàng chưa qua sử dụng nên nó sẽ có cái phần nắp bịt đây này các bác. Phần nắp bịt đấy vẫn còn nhé. Mẫu này thông số của nó là phi 63, hành trình là 300. Tức hành trình của nó sẽ được là 30 cm. Và phần ti hơi bên trong của nó là phi 20. Đây là mẫu số 40 này, có giá là 180.000 một chiếc. Đây các bác xem rõ cái phần tem thông số của nó không ạ? Mẫu này thì hiện tại là đang có mấy chiếc nhỉ? Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 41. 41 mẫu này thông số của nó là phi 63, hành trình là 250. Và phần ti hơi của nó cũng là ti 20 nha các bác. Hành trình mẫu này ngắn hơn này, hành trình của nó sẽ là 25 cm. Mẫu số 41 này có giá là 160.000 một chiếc. Tiếp theo là mẫu 42. 42 cũng kích thước như vậy các bác, phi 63, hành trình 200. Phần ti hơi bên trong của nó sẽ là phi 20. Mẫu này hành trình 200 tức là 20 cm nha. Mẫu số 42 có giá là 150.000 một chiếc. Đây các bác, đây là ba cái xi lanh này, nó cùng một kích cỡ là phi 63, khác mỗi hành trình thôi. Hành trình 200 này, hành trình 250 và hành trình 300. Mỗi mẫu này hiện tại đây mình đang có một ít nhá, nên các bác chốt bao nhiêu cả thì mình cứ báo em nhá. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 43.
43 là cặp xi lanh hơi này. Đâu cái tem đâu? À đây. Mẫu này thông số của nó là phi 40 hành trình 50, cũng là hàng chưa qua sử dụng nha các bác. Mẫu này phần ti hơi bên trong đo được là phi 16. Cặp này sẽ có giá là 130.000 hai chiếc, cũng là hàng chưa qua sử dụng đâu ạ. Rất là đẹp luôn. Tiếp theo chuyển qua mẫu 44. 44 đây ạ. Nó sẽ là kiểu này. Nó cũng là phi 40 hành trình 50, nhưng nó sẽ khác một chút, nó sẽ có cái phần chân đế như này. Và phần ti hơi của nó cũng sẽ là phi 16. Mẫu số 44 này, một bộ sẽ có hai chiếc, có giá là 130.000. Giá thì rất là ok luôn, các bác yên tâm về giá nha. Tiếp theo em chuyển qua 45. 45 mẫu này là phi 40 hành trình 200. Phần ti hơi bên trong của nó cũng là phi 16 này. Đây, các bác, hàng chưa qua sử dụng nhá. Là cái phần gen này. Đó. Các cái phần gen ốc này thì các bác có thể mua ở các cái cửa hàng đồ điện. Người ta là hàng thông dụng nha các bác, không phải hàng đặc biệt gì đâu. Nên các bác có thể mua đồ thay thế này. Rất là dễ nhá. Mẫu số này là hành trình 200 đấy. Cặp này là mẫu số 45, sẽ gồm hai chiếc như này, có giá là 150.000, là các bác có hai chiếc luôn. Tiếp theo em chuyển qua mẫu 46. 46 là cái khung bàn trượt nha các bác. Đây, mẫu này thì em đang có mấy chiếc luôn này. Mẫu này bằng sắt nha. Đây, bên dưới nó sẽ có cái phần cặp dây bi trượt này. Mẫu này của nó sẽ là bản dây 15. Ở bên trên đây sẽ có một cái phần là gì nhỉ? Này là cái gì ta? À, khớp nối. Một cái khớp lúc lắc như này này các bác. Made in Japan này. Phần khung của nó khung sắt nha các bác. Đây, cái phần trụ ở đây này. Độ dày của nó là 2cm. Bên dưới nó sẽ có cái phần dây bi trượt. Mỗi một dây sẽ có là một bi nhá. Phần dây bi thì nó trơn trượt nhẹ nhàng. Nó có một cái phần cữ đằng sau rồi. Nên các bác yên tâm là nó sẽ không bị tuột bi ra đâu. Rất là nặng nha. Đây, em đo kích thước này. Mẫu này bản rộng của đây em đo là 14cm. Còn để nguyên như này, chiều dài là 25cm này. Kéo ra cái phần dây như này nhá. Thì tổng ở đây em sẽ đo được là bao nhiêu đây? 36cm ạ. Đó, đây là mẫu số 46 này. 46 này hiện tại đang có giá là 300.000 một chiếc. Mẫu này thì em đang có như là 4 cái luôn. Rồi tiếp theo em chuyển qua mẫu 47. Là cái bộ motor các bác. Đây đây, 47 đây. Đằng sau đây nó sẽ có một cái motor này các bác, có tụ sẵn nhá. Đây, đằng trước nó sẽ có một cái phần con lăn cao su này. Phần con lăn cao su này thì cái trục chính của nó sẽ gắn vào cái phần motor. Và bên sườn đây sẽ có một cái con lăn bằng nhôm. Đây, em sẽ đọc cái phần thông số của motor. Hôm nay thông số là 15W, điện một pha 220V nha các bác. Đây, em sẽ đo kích thước của cái phần mặt bích này nhá. Mẫu này bản rộng là 15cm, tổng chiều dài đo được là 35cm. Mẫu số 47 này có giá là 250.000 một chiếc. Mẫu này như em đang có hai chiếc luôn đấy ạ. Rồi tiếp theo em chuyển qua 48. 48 là cái trục bi này các bác. Hay hôm trước có ít, bác nào mà chưa chốt được thì hôm nay chốt lại giúp em nhá. Hôm nay em về thêm được một ít rồi đây ạ. Đây, ở đây nó sẽ có cái phần bên trên này. Đây, đây, cái phần thân này nó sẽ có cái phần trục bi xoay như này nha các bác. Đấy, và bên phần trên này nó sẽ có một cái phần bát gen này, nó có cái con gen vặn như này. Mẫu này phần trục đo được là phi 18, phần vít me là phi mười mấy đây. Nó cũng là phi 18 luôn các bác. Cái này phần gối ở dưới này của nó là bằng sắt hết nhá. Mẫu này thì tổng chiều dài đo được khoảng 40cm. Mẫu số 48 này có giá là 120.000 một chiếc. Đây các bác. Giá thì các bác yên tâm nhé. Rồi tiếp theo em chuyển qua mẫu 49. 49 là một cái motor giảm tốc này. Cái này là ở đây, thông số của nó đây. Ở đầu đây nó sẽ có một cái phần bánh răng. Đây, tem thông số này, made in Japan. 0,1 kW. Cái này điện 3 pha này các bác. 3 pha 200V. 3 pha 200V nha, không phải là 1 pha đâu. Đây, trên đây nó ghi này. Các bác có cần xem lại cái phần tem của nó không thì inbox trực tiếp Zalo em chụp ảnh lại nhá. Đây, hoặc là em dơ cận cảnh này các bác có thể nhìn kỹ. Đó, hoặc là các bác chụp lại nhé, chụp lại màn hình để mình lưu vào điện thoại để mình xem nhé. Mẫu số 49 này, bên dưới nó có phần chân đế này. Phần chân đế nó bị sứt một miếng này các bác. Đây là mẫu 49, có giá là 500.000. Đó, hôm nay trên video của em có tất cả 49 mã số. Các bác nào có nhu cầu mua mẫu nào thì alo đặt hàng ủng hộ em nhé. Rồi em xin kết thúc video ở đây ạ. Hẹn tất cả các anh các chú ở những video tiếp theo.
Các bác xem video thì cho em xin nút like, nút đăng ký kênh để luôn theo dõi được những video mới nhất bên em đăng lên kênh mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác ở những video lần sau ạ.